chị Hương mới phẫu thuật ở bụng giờ bị cảm ho mỗi lần ho vết khâu căng ra rất đau may mà xịt họng giúp cắt ngay cơn ho bà An bị ho dai dẳng mấy tháng con gái mua xịt họng dặn mẹ xịt liên tục trong 3 tuần giờ bà không còn ho nữa dù đã ngưng dùng mỗi khi cảm viêm họng thanh bị ho hơn chục ngày mới khỏi lần này anh xịt xịt họng rất may vừa cắt ngay cơn ho vừa hết viêm họng chỉ sau vài ngày thầy Hương giảng bài nhiều nói to nên thường đau rát họng thầy xịt xịt họng nên giờ không còn khản tiếng đau rát họng nữa Xịt họng nhất nhất thường cắt ngay cơn ho trong 10 phút. Hãy xịt ngay khi ngứa họng để ngăn chặn cơn ho.